Không lẽ có một xạ thủ còn giỏi hơn anh nữa sao? Đó là FBI. Họ sở hữu một tay bắn tỉa có kỹ năng rất siêu đẳng, cùng với biệt danh là viên đạn. Viên chỉ gơi. Và đó là viên kinh tích. Đôi tay đầu ra để đấu tài đôi, nhưng mà ngại đầu tay hay nhận thua tao đây. Đừng lòng thay tao đua vì tao cái đánh không thua đâu. Trên tao liên các bản đâu mà chạy cảm thấy đầu tay. Vì vậy tao không phải tướng của đoàn đoàn tay khổng lồ. Biệt đội sự anh hùng khi đến bao lần phải khổ lòng. Trừ gian diệt ác bắn năng sống ở